Xin chào tất cả các em. Như đã hứa với các em thì hôm nay đã chế tạo ra một chiếc máy Lucky Box phiên bản siêu to khổng lồ và anh đã gọi chị Thơ qua đây để chị ấy chơi. Hy vọng rằng chị Thơ lần này sẽ gặp may mắn hơn lần trước. Anh Tiểu Thúy nói như là làm ra chiếc máy này là vì chị vậy đó. Trong khi đó anh ấy gọi chị qua bên đây là để lừa tiền của chị thôi các em ạ. Nhưng mà anh Tiểu Thúy là một người biết chị ham những cái hộp này này và ham bóc hộp, cho nên là anh ấy đã gọi chị qua vì chị không thể nào cưỡng lại được cái sự dụ dỗ ấy. Lần này thì chị đã mang qua đây số tiền là 1 triệu. Chị không dám mang nhiều đâu, bởi vì nếu mà mang nhiều anh ấy sẽ dụ dỗ chị hết mất. Sao 1 triệu thì anh nghĩ là anh có lời rồi. Bật mí với các em và chị Thơ là thực ra ở trong này khác với lần trước. Lần trước thì anh đã nói theo kiểu là gọi là treo đầu dê bán thịt chó đi. Ừ thì anh chấp nhận bao nhiêu cái xấu anh chấp nhận hết. Nhưng mà lần này ấy thì bên trong những cái hộp này có những cái phần quà ít giá trị cũng có này, dưới 100.000 có. Biết ngay mà, tôi không chơi nữa. Nhưng mà cũng có những cái phần quà giá trị cực cao lên đến 4 triệu đồng. Phần quà có giá trị cực cao lên đến 4 triệu đồng. Một cái hộp này anh bán bao nhiêu tiền? Cái hộp này anh bán 200. Vậy là ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 11 cái hộp. 11 cái hộp. Nếu mà chị mang 2 triệu 2, chị mua hết tất cả số hộp ở đây thì là chị đã trúng. Anh chỉ bán 10 cái hộp thôi. Bán tối đa 10 cái hộp. 10 cái hộp thì xác suất cũng khá là cao. Nhưng mà rất tiếc lần này chị chỉ mang 1 triệu, chị chỉ mua được 5 cái hộp thôi. Không biết có trúng được 4 triệu hay không. Nhìn những cái hộp này to như thế này nhưng mà bên trong thì chắc là những phần quà bé tí siêu mini thôi. Em đừng coi thường những cái phần quà bé tí nha. Biết đâu đó có thể là một cái nhẫn kim cương nhỉ. Nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương nào mà 4 triệu? Nhẫn kim cương phải là 40 triệu chứ. Thì đấy là anh đang ví dụ ấy, chứ có phải thật đâu. Có biết ngay mà. Nhưng mà chị tưởng là anh Tiểu Thúy chế tạo ra một chiếc máy nào thần kỳ lắm, hiện đại lắm. Hóa ra là đặt mấy cái hộp này trên kệ xong rồi bán cho chị. Giống như kiểu là bán ở cửa hàng tạp hóa vậy á. Đúng không anh Tiểu Thúy? Ai cho phép em động vào? Quên. Động vào có bị trừ tiền không? Nhưng mà không được động vào. Rồi lần sau là không được động vào nha. Nhưng mà em thấy nó không hiện đại tí nào. Lần sau thì khi nào mà mua ấy thì em sẽ biết được cơ chế hoạt động của nó. Vậy thì bây giờ em mua thử một hộp đi. Em mua một hộp đúng không? Đúng thế. Chơi luôn đúng không? Chơi luôn. Em cũng sẽ phải nhét tiền vào đây. Một hộp là 200.000 đúng không? Chính xác. Ủa nó không nhận tiền. Trời ơi, cái máy tham tiền giống như chủ luôn. Bao nhiêu tiền cũng nhận. Bây giờ tờ tiền này được chấp nhận. 3, 4, 5. Ủa, tại sao ở đây lại có cái hộp nhỏ giữa hai hộp to? Vậy thì chắc chắn hộp này sẽ là hộp rất có giá trị. Chị sẽ họ chọn hộp số 6. Đúng không? Hiện đại chưa? Không. Đây. Thế làm sao? Em bây giờ em hứng đi. Trời ơi, chiếc máy đây là một chiếc máy vô cùng hiện đại luôn đi nè. Bên trong. Sao nhẹ vậy? Lại còn kêu cộp nữa chứ. Ai biết. Giống như kiểu là đồ đểu. Thôi thì chị sẽ bóc thử cái này ra. Nếu mà cái này là đồ đều thì chị sẽ không chơi nữa. Đồ đều thì coi như là xui thôi, có gì đâu. Thế tôi đang biết làm sao mà xui được. Thế còn... được cái hộp 4 triệu cái xong rồi em bỏ 1 triệu ra có thấy xứng đáng không? Đúng không? Đúng thế. Có những cái hộp nhỏ nhưng mà chưa chắc giá trị nó đã nhỏ. Đúng không? Cái gì mà fake? Hàng xịn đấy. Mua bao nhiêu mà anh bảo là hàng xịn, anh có biết sao này đắt lắm không? Một cây là 600.000 đấy. Như vậy là 2 cây 1.2 triệu rồi. Có rồi. Như vậy là anh lỗ à? Lỗ rồi. Vậy là nếu như mà chị chơi hết số này, chị vẫn lời 200.000. Dại gì mà không chơi hết các em đúng không? Nhưng mà chị sẽ thử cái sau này trước xem có đúng là hàng xịn không? Hàng dởm ấy. Biết ngay mà không chơi nữa. Nhưng mà dởm thì làm gì bán 600.000. Hàng dởm mà bán 600.000 thì ai mà mua? Wow. Nhìn đã quá anh Tiểu Thúy à. Ta-da-da-da. Đúng là hàng xịn rồi. Rất là giống mấy cái sau mà chị đã xài. Ta-da. Hiện tại bây giờ thì chị còn 800.000 này. Nếu mà chị chơi hết số tiền này chị vẫn có lời đúng không các em? Công nhận hôm nay chị may mắn thật á. Chọn hộp quà đầu tiên đã được một phần quà trị giá là 1.2 triệu rồi. Chọn phần quà thứ hai sẽ là 2.1 triệu.
xong chọn phần quà nữa sẽ là 4 triệu. Chị sẽ chờ một lúc hết 4 tờ tiền này luôn. Rồi em chọn hộp nào, chị đi để anh lấy cho. Ở đây có rất là nhiều hộp, có những hộp to này, những hộp nhỏ này. 4 hộp thì chị sẽ lấy những hộp này thì đẹp hơn đúng không Kim? Màu sắc bắt mắt hơn, những cái này thì không bắt mắt cho lắm. Thôi chị thích những cái nào đẹp, chị mua hộp số 2, số 4. Ồ không được rồi, nếu mà chọn như vậy thì cũng không hết. Tại vì 1, 2 bây giờ có 5 hộp đẹp, hay là anh khuyến mãi cho em một hộp đẹp nữa đi. Lại còn có chuyện khuyến mãi nữa. Có nhiều mà. Tôi tưởng là khuyến mãi cho đấy. Thế 1, 2, 3, 4, 5 được chưa? Lại chọn 5 hộp màu xanh luôn. Đúng. Thôi lấy. Chị sẽ lấy hộp số 2, số 4 này. Đầu tiên là hộp số 2. Để đây tí nữa chị bóc. Số 4. Hộp số 4. Này. Sao hả? Lấy cho nhanh. Làm màu làm mè bữa thôi. Rồi hộp số 5. 5 hộp nào ta? Hộp này. Hộp này hả? Anh định lấy hộp kia là hộp quả đẻ đúng không? Đi. Ồ cái này rất là nặng luôn. Phần quà quá chị. Hộp số 6, số 7, số 8. Số 8. Hộp này hả? Đúng thế. Hôm nay chị thật là có lời khi mà chị đã mua được một phần quà trị giá 1,2 triệu, sau đó lại còn được anh Điểu Thứ khuyến mãi cho một hộp quà nữa. Vậy là chị đã lời được ít nhất là 400.000 rồi. Thực ra là những cái phần quà này thì anh đã sử dụng cái tiền hôm trước anh thắng chị Thơ để anh mua. Thì cũng là của chị Thơ nhưng mà dù sao chị cũng được lấy lại thì chị cũng cảm thích. Và hộp số 8. Bây giờ lấy hộp số 9 nữa. Hộp số 9 là hộp này. Hộp này không được. Wow người ta mà. Tiếp theo sẽ đến một tiết mục mà chị cực kỳ yêu thích luôn, đó chính là khui hộp. Chị sẽ khui hộp to nhất kia mà. Lúc nãy thì anh Tiểu Thú nói với chị rằng bên trong những hộp to thì sẽ có những phần quà giá trị như là nhẫn kim cương. Hình như là chị đã ngửi thấy mùi của kim cương rồi. Chị đã thấy quà đúng không? Nhẫn kim cương ấy mà. Bên trong này có rất là nhiều đồ ăn này Kim. Nhưng mà có cái gì đó hơi sai sai thì phải. Một bịch này có giá là 10.000. Chị chỉ có một cái hộp này to nhất, hai cái hộp này là vừa phải và hai hộp quà bé. Thế nào cũng có phần quà to. Nhưng mà dù sao thì nhận được nhiều đồ ăn chị cũng rất là thích. Ở đây chúng ta có một bento này, có snack này. Wow, snack này chắc chắn là rất ngon của Hàn Quốc. Rồi cả kem mini nữa. Rong biển, snack rong biển, cái này cũng của Hàn Quốc luôn. Chắc là cũng giá trị đây. Không phải, kiểu Hàn Quốc thôi. Tiếp theo thì chị sẽ mở cái hộp này ra và ăn thử. Khá là ngon anh Tiểu Thúy à. Nếu mà cái này ăn với cơm thì chắc chắn nó sẽ rất ngon thêm ạ. Những này vào trong hộp để mang về nhà và ăn, chắc chắn là không để lại cho anh Tiểu Thúi một cái gì hết. Tại vì số này là chị đã mua mà, chị còn bị lỗ làm khách. Lúc nãy thì chị đã bóc hộp to nhất rồi, bây giờ sẽ là một hộp nhỏ nhất. Quà gì bên trong đây nhỉ? Có vẻ giá trị đây. Rồi hồi quên thôi. Chỉ là đồ chơi xe tốc độ thôi kia mà. Chị thì không thích đồ chơi xe mấy, chỉ có anh Tiểu Thúi mới thích thôi. Hộp này thì chắc là Tiểu Thúi đáng nhịp. Lại mà bảo là giá trị lắm. Hộp này chỉ có 99.000. Như vậy là chị đã bị lỗ mất 101.000 rồi. Lấy không? Đó. Thôi giờ bóc hộp này nữa đi kia mà. Nhưng mà dù sao lúc nãy thì cũng có lời mà. Chúng ta phải biết vui vẻ chứ. Lúc nãy chị có lời là chị không được tham lam quá đúng không Kim? Nếu mà quá tham lam thì sẽ bị quả báo đó. Chị hy vọng rằng bên trong đây sẽ là một phần quà giá trị nữa. Chị không thể nào xui mãi được. Trừ khi là anh Tiểu Thúi đã dàn dựng một cái gì đó. Wow, bên trong đây là một món đồ chơi cũng khá là đẹp. Hello Kitty. Cái này là cái gì đây anh Tiểu Thúi? Chỉ có giá trị là 169.000 trong khi chị đã mua nó với giá là 200.000. Trời ơi, biết vậy chị ra siêu thị chị mua như vậy là chị không bị lỗ rồi. Nhưng mà không sao, mình chơi thì phải hên xui mạnh thủi chứ đúng không Tiểu Thúi? Dù sao thì chị thấy rằng là cái này cũng rất là phù hợp với chị. Hôm sau thì chị sẽ đi tập bơi, chị hy vọng rằng nó sẽ cho chị nhanh biết bơi hơn. Một cái hộp rất là dễ thương này.
cởi túi mua về và bán cho chị với giá 200 thì chị cũng cảm thấy rất là xứng đáng, bởi vì công anh ấy đi mua mà. Tiếp theo sẽ là một hộp quà nhỏ nhỏ này đây. Ba hộp rồi toàn là lỗ không. Có giá là bao nhiêu tiền? Anh Tiểu Thú có nhớ không? Chị đoán là cái này có giá là 50.000 thôi. Chính xác, 49.000 thôi. Chỉ còn một hộp quà duy nhất này thôi. Nếu hộp quà này không có đồ giá trị thì chị vẫn lời rồi. Chị phải vui vẻ chứ. Nhưng mà chị tin rằng hộp quà này sẽ có đồ giá trị 4 triệu đồng. Thú nói dối chị quá. Nếu mà ở đây không có đồ giá trị thì sao? Anh Tiểu Thú có chịu bóc các hộp quà còn lại cho chị không? Sao? Cũng là một phần quà mà chị cực kỳ yêu thích luôn. Đó chính là một hộp màu. Wow, hộp màu này rất là đáng yêu này các em. Và nó là một dụng cụ học tập từ Hàn Quốc. Vậy thì cũng phải khá là đắt đây. Chắc là hơn 200.000. Chỉ có 182.000 thôi các em ạ. Vậy là tiếp tục chị bị lỗ 18.000. Trong khi ở nhà chị đã có biết bao nhiêu là hộp màu. Hôm trước chị đã mua một hộp màu trị giá là 1 triệu đồng. Vậy thì chị cần gì cái hộp màu này nữa? Cho anh Tiểu Thúi. À, lấy luôn. Còn lâu. Dạ kiếm. Đã bắn đắt rồi còn đòi lấy lại quà nữa chứ. Nói chung mà hôm nay chị đã bị lỗ khá là nhiều luôn. Cho nên là chị chỉ có một hộp quá lời. Còn 4 hộp, 5 hộp lỗ. Cứ tưởng là anh Tiểu Thúi sẽ tặng cho chị một cái phần quà gì đó. Cuối cùng cũng là toàn đồ rẻ tiền hơn số tiền mà chị đã bỏ ra. Cho nên là chị quyết định là dừng cuộc chơi ở đây. Chị sẽ không mua bất kỳ hộp nào nữa. Thế là không chơi nữa à? Không chơi nữa, chắc chắn là lỗ rồi thì chơi làm gì nữa. Thôi chơi đi, cho em một cơ hội cuối đấy. Bây giờ đi về nhà lấy tiền chơi đi. Không. Ở đây còn nhiều hộp lắm. Đừng có mà dụ em, nãy giờ anh đã kêu em mua 5 hộp. Nhưng mà trong đó không có một hộp nào giá trị hết. Có một hộp giá trị ấy. Hộp nào? Hộp có son ấy. Đấy là hên thôi. Thôi chơi đi. Không. Cứ bây giờ dừng lại này anh lỗ chết. Thế nhưng mà em đâu có bị dại đâu mà, em đâu có ngu đâu mà em chơi nữa. Nếu mà trong cuộc chơi này anh lỗ thì em có lời, mà em có lời thì anh lỗ. Bây giờ em chơi tiếp để mà anh có lời à? Nhưng mà kiểu gì cũng có phần quà giá trị ở trong này. Em không tin. Mà cùng lắm thì cũng chỉ có một phần quà giá trị thôi. Nếu mà anh lấy ra được 2 phần quà giá trị thì sao? Em chắc chắn là không chơi nữa đúng không? Không chơi. Có giỏi thì anh lấy ra đi. Nếu mà anh là một con người thật thà. Nhưng mà không chơi nữa à? Không chơi nữa. Vậy là mất cơ hội chơi nhá các em nhá. Các em làm chứng với anh nhá. Trong đây chỉ còn 5 hộp thôi. Chắc chắn chỉ có một hộp giá trị. Giỏi thì lấy ra 2 hộp đi. Lấy ra 2 hộp cho em xem luôn. Đây. Mở đi. Nếu mà mở có phần quà giá trị là của em nha. Không. Em công em mở cho... hộp mà. Tào lao. Đấy, cho 2 hộp. 2 hộp ngẫu nhiên thôi. Chắc chắn là sẽ có phần quà giá trị. Chị đã không tin những lời anh Tiểu Thúi nói nữa rồi. Lần sau đừng có mà dụ chị. Con người gian ác. Ta da. Đây thì ở đây thì anh đã mua một đôi giày cùng với kích cỡ chân của chị Thơ luôn. Biết đôi giày... kích cỡ chân của em bao nhiêu không mà cùng? 37 đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Đôi giày này thì có giá là 4 triệu đồng. Giày này là giày của Puma luôn nhá. Ôi trời ơi em ơi, chị rất là thích đôi giày này luôn á. Nhưng mà trả lại đây. Nhưng mà anh mua cho em mà. Ờ, có rất là nhiều người cùng cỡ chân với em. Nhưng mà anh đâu có chơi với ai cùng cỡ chân với em đâu. Có đấy. Rồi. Thế là anh lại đi dụ người ta chơi à? Tất nhiên. Thôi anh để đấy đi, xong rồi lần sau em chơi tiếp. Nghe cũng có lý đấy. Nhưng mà lần sau anh sẽ bán một cái hộp với giá khác. Lần sau là một cái hộp anh sẽ bán với giá 400.000 luôn. Thôi khỏi đi, còn cái này là cái gì đây? Cái này thì bây giờ mở ra mới biết chứ anh. À, cái này 4 triệu là cao nhất rồi. Còn những cái này thì làm gì có giá trị cao nữa. Ờ thì em cứ mở ra đi. Biết vậy, lúc nãy chị đã định chọn cái hộp đó rồi các em à. Nhưng mà linh tính làm sao mà lại không chọn. Chọn thì chị đã trúng máy. Nhưng mà công nhận là những cái hộp còn lại toàn là những hộp có giá trị thôi. Em không biết là em xui như thế nào mà em toàn chọn phải những cái hộp có giá trị thấp.
Đó, ta là giới thiệu với các em, trên tay đang là một lọ nước hoa của cái nhãn hiệu này gọi là hơi mệt. Hơi mệt để đi mua nước hoa mà cái này hình như đọc là hơi mệt à, hơi mệt gì đó. Hơi mệt. Nhưng mà nói chung mệt. Là cái chai nước hoa này có giá trị là khoảng 2 triệu đồng. Ừ. Vậy là anh mua bị hàng rẻ rồi thôi, bởi vì chai nước hoa này có giá trị khoảng 3 triệu hơn đó. Anh mua chỗ người quen. Xạo quá. Đưa đây. Bạn của anh là nhà sản xuất nước hoa. Xạo anh kiểu thúi lại xạo rồi. Bạn của anh tên là hơi mệt. Chị tưởng bạn của anh kiểu thúi tên là rất mệt. Cũng chỉ hơi mệt thôi. Hơi mệt thôi. Đưa đây em để xem. Làm ra được một cái chai nước hoa thì rất là mệt, nhưng mà bạn ấy cũng chỉ hơi mệt thôi. Đưa đây em xem nào. Xem gì mà xem? Em xem hàng xịn đấy. Hàng xịn đấy. Nhưng mà tiếc không? Tiếc à? Tặng đi. Không tặng được, tại vì chơi rõ ràng là chơi 3, 4, 7 triệu rồi. Thế là mình chơi tiếp đi. Mình đóng hộp lại mình chơi tiếp đi. Mất cơ hội rồi. Chán anh tiểu thúi quá à. Cho anh tiểu thúi những cái này nè. Em đổi lấy một cái hộp kia thôi. Không, những cái này thì anh không cần đâu. Đó, đồ nào đều thì anh tiểu thúi không cần. Anh tiểu thúi giữ lại toàn là đồ xịn thôi. Đúng những là đồ cái đồ này là anh tự bỏ tiền của anh ra mua đấy. Còn những cái đồ này là đồ anh lấy tiền mà hôm trước anh thắng của em để anh mua. Đó. Thật là đáng tiếc là hôm nay chị Thơ lại trúng được mấy cây son chứ. Đáng mà. Tiếc gì mà đáng tiếc. Anh tiểu thúi đã cố tình em ạ. À đúng rồi. Nếu mà không thì anh đã có lời rồi. Đúng rồi, anh tiểu thúi cố tình. Anh tiểu thúi dán những cái hộp màu mè là những cái hộp không có giá trị. Vì anh tiểu thúi biết là chị rất là thích màu mè. Tại sao lúc đầu chị không để ý cây son được ở trong một cái hộp không màu mè đúng không? Không, cây son cũng trong một cái hộp không màu mè đúng không? Đó, mình ngay mà. Thôi thì bây giờ lần sau anh lại nghĩ ra một cái trò nào khác hay hơn để cho em chơi cũng nội dung như thế này. Cũng phần quà này. Đúng rồi. Yeah. Cảm ơn anh tiểu thúi nhá. Hôm nay tự nhiên chị thấy anh tiểu thúi đẹp trai quá chừng luôn á. Video của chị và anh tiểu thúi đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích những phần quà này thì hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh nữa sau.